Chào Phi Phi nha, chào tất cả anh em và mọi người nha. Chúc tất cả anh em và mọi người một buổi trưa nhiều niềm vui. Và chia sẻ cùng với tất cả anh em và mọi người là ngày hôm nay đúng là niềm vui cộng nhiều niềm vui. Đấy, hôm nay là Dũng có nhận được chú chim của em Vinh Phú Thọ, gọi là Vinh Vàng ấy. Một người em rất là thân thương đối với Dũng là gửi cho Dũng một chú chim. Hôm vừa rồi là em đánh ở Dũng không biết là hình như ở Lai Châu ấy. Hình như Lai Châu thì phải. Ở Lai Châu là chú chim được giải ba. Thế thì đây, trước màn hình của chúng ta là chú chim vừa về nhà. Vừa về nhà nhưng mà Dũng nhìn cái cầu này. Dũng nhìn cái cầu to, cái cầu bé này. Đấy. Xong rồi chưa nạt. Thế cho nên là Dũng nhìn bước cầu này không phù hợp với con chim. Đầu tiên nhìn vào cái cầu này không phù hợp rồi. Dũng cho hổ vàng, à hổ vương. Đây em mới gửi cho cả cám này. Cám của em mới tự làm đây. Đấy. Hổ vương thì về Dũng cho sang cái lồng của Mộc Quân Vương. Cho gọi nhốt tạm. Rồi chào Tuấn Thanh. Con này là con hôm vừa rồi em Vinh Vàng em lấy giải ba. Ở trên trên Lai Châu giải, hình như giải của em Tiến Lai Châu, Tiến Bảo Rồi phải. Đấy. Cho Mộc Quân Vương ra để cùng dạy bảo các em gọi là nhập gia tùy tục ấy. Đấy, Mộc Quân Vương thì cái phách đánh của nó đây này. Đấy, phách đánh của Mộc Quân Vương đây mọi người. Thế còn em này em mới về em cũng bướng phết nè. Bướng dã man luôn, về gặp đàn anh cái là cũng đòi lấn sân luôn nè. Đấy, Mộc Quân Vương nó khôn lắm. Nó đánh thì cứ con nào... Nó đánh nó dụ hổ vương này, nó đang đánh dụ để cho hổ vương tức. Thế nhưng hổ vương cũng không phải dạng vừa nhá. Cũng rất là máu chiến luôn. Về nhà cái, vừa về nhà xong ấy mọi người ạ. Anh gửi ít thời tiết này về Hà Nội đi. Ok em ơi. Đấy con hổ vương này nó cũng đuổi Mộc Quân Vương ghê gớm ấy. Mộc Quân Vương này nó là con chim nó khôn. Đuổi nó nhưng mà nó bơ ấy. Đấy. Còn xung quanh thì đây là một chú chim mộc. Đằng sau kia mộc thôi nhưng mà cũng có chung kết rồi đấy anh em ạ. Tất cả con chim ở đằng sau kia cũng là chim chung kết hết rồi. Chẳng qua nó chưa đạt độ thôi, chưa đạt độ chưa chơi thôi. Đấy còn Mộc Quân Vương thì đây nó cứ như này mặc định thôi. Đấy còn hổ vương thì vừa về nhà thì Dũng cho test thử đây. Cái thứ nhất là buổi trưa thì 400 anh em đang xem, 450 anh em đang xem. Chúc cho anh em một buổi trưa nhiều niềm vui, một ngày mới cũng nhiều niềm vui. Đấy còn khét quá anh ơi, ok em ơi, đẳng cấp. Ok anh em. Thật ra là nói với anh em là con chim ăn cỏ là cái duyên. Đôi khi là trong tay của em Vinh nó là một con chim hay thế nhưng về mình chưa chắc đâu. Bởi vì làm sao? Bởi vì đó là cái duyên. Thế nhưng mà ngày hôm nay Dũng không giấu anh em đang xem live, 500 anh em đang xem live, Dũng không giấu anh em một cái gì cả luôn. Dũng có gọi điện cho em Vinh về chú chim mà hôm vừa rồi em đã xe. Có nghĩa là Dũng không quan tâm con chim nào cả anh em ạ. Không quan tâm là em Vinh là con chim nào cả. Bởi vì là Dũng với em Vinh cũng biết nhau là cách đây tầm khoảng chưa được một năm. Gọi một năm đi. Đấy thế nhưng mà Dũng thấy em ấy đá xe một con chim đầu tay mà em ấy đá xe thì Dũng rất là vui. Bởi vì sao? Đấy là cái niềm ao ước, cái niềm mơ ước của rất nhiều những người anh em nghệ nhân. À, không cần biết là mới chơi hay chơi no năm nhưng cái xe đầu tiên nó là cái xe rất là uy tín mà hai nữa là nó là cái niềm vui tuyệt độ luôn. Dũng bảo ấy, Dũng bảo em Vinh bảo là em ơi con chim hay thì em nên giữ lại. Ví dụ anh em nào hỏi thì em bán con nào cũng được nhưng con chim nó là cái kỷ niệm. Nếu mà em Vinh Vàng đang xem ở đây thì nói Dũng nói sai thì hãy chứng minh cho anh. Em giữ lại làm kỷ niệm.
Đấy. Còn nó là con chim sau này hay hay dở hay không thì nó không quan trọng nữa. Thế thì em Vinh cũng nói thẳng luôn là con chim thì em thì nhà nhiều chim lắm. Thế nhưng mà em giữ lại thì nó cũng được. Thế nhưng mà em sẽ để cho anh chơi. Có nghĩa con chim đầu tiên đá xe là em để cho anh, để anh chơi. Bởi vì dù sao anh cũng là người anh kiểu như là gọi là có những cái gì mà em như nọ như kia là anh hay tham gia với em mà cũng rất là ân tình giúp đỡ. Thế thì em mới bảo là giữ lại thì là để cho hai anh em chơi. Ví dụ như Dũng chơi hoặc em mới chơi. Thế là em mới gửi về để Dũng chăm cho em ấy cũng như là Dũng chơi. Thế còn tất nhiên là con chim thì đôi khi ở trong tay em ấy nó là con chim rất là hay và Dũng không biết là cái duyên nó như nào. Đấy. Đây cái mộc quân vương đây đang đánh cùng với mộc quân vương đây em. Đấy, thế là về thì cái thứ nhất đầu tiên bao giờ con chim cũng vậy, con chim nào cũng thế, về là Dũng cho test luôn. Đấy, cái thứ nhất Dũng đánh giá con hổ vương này nó như này này. Con hổ vương này cái hình và cái hình bộ của nó thì chấm hết rồi. Đấy, so với mộc quân vương thì nó gần như là cũng là 1-9-1-10. Bởi vì bây giờ Dũng mới nhìn thấy con chim thôi chứ Dũng chưa nhìn thấy con chim này bao giờ cả. Đấy, còn trên này hoặc là trên cái video của em Vinh thì nó khác. Bởi vì Dũng không nhìn thấy thực tế, bởi vì trên video hoặc là trên ấy nó con chim nó có sự lệch lạc. Thế nhưng mà về đây thì Dũng nhìn thấy con chim này với mộc quân vương thì nó không khác gì nhau. Rất giống luôn. Đấy, mà về cái thái độ của cái con hổ vương này. Đấy, gặp một con chim như mộc quân vương đây mà nó cũng không buông mặt. Đấy, không buông mặt. Cho đánh ở cái lồng của mộc quân vương luôn, Dũng cho vào lồng vuông của mộc quân vương ấy. Đúng rồi là mình Dũng không biết làm sao ấy mà Dũng chơi chim là những con chim Dũng mua làm sao toàn nết 4 cầu góc ấy. Đấy, thế tài chứ. Có nghĩa là có những người thích nết 2 cầu thẳng thì cái người chơi chim ví dụ như Dũng đẩy em Thái Duyên Tuyên Quang ấy, con bò húc cũng 2 cầu thẳng và đến bây giờ con chim hay của em cũng lại 2 cầu thẳng. Kiểu như là mỗi người một duyên đấy, hay là cái kiểu cách của mình chọn nó may mắn là nó vào được như vậy ấy. Yên tử còn em à, yên tử còn nhưng mà yên tử chưa đạt độ đấy. Con hổ vàng này, à con hổ vương này nó thấy một con vương sang phát là bung xòe dọa lạt luôn, cũng rất là hay nha anh em nhé. Đấy, một buổi live ở nhà mà đến 700 người đang xem là Dũng cũng cảm thấy rất là vui đấy. Vui ở đây là được mọi người quan tâm thôi. Chứ Dũng cũng có được cái lợi nào đâu, được mọi người quan tâm, được mọi người để ý, được mọi người chia sẻ. Thì cái điều đó là điều tuyệt vời, cứ phải luật mới ở nhà Dũng cháy được không? Đấy, nói chung là nhập ra là phải tùy tục, nhập phòng là phải cho gặp đại ca luôn. Nhưng mà con này gặp đại ca nó định làm trưởng phòng luôn anh em này. Đấy, anh em thấy chưa? Một con vương mà gặp hổ vương mà nó còn chạy. Không phải một con vương chạy đâu nhá, mà cái con này nó khôn. Đấy. Hổ vương nó có những nước bung xòe đấy. Bung xòe này, nước nó đang lên chim ấy anh em nhé. Ok Vinh ơi. Đấy, chắc là em đang bận em vào sau. Thế nhưng mà đây anh cho hổ vương sang lồng của một con vương cho em. Đây lồng của em vừa gửi về đây, anh vừa nhận được chim đây. Anh thấy em chắc cái lồng này là để em gửi chim thôi. Lồng này để em gửi chim thôi chứ cầu bé cầu to là không chuẩn, con chim đôi khi nó đấu là nó không đạt được hết cái tốc độ của nó. Thế nhưng mà hổ vương về cái là cũng chiếm thung ngay, chiếm thung đè nẹt rồi tìm đủ mọi cách để chiến đấu với thằng anh một con vương ấy. Đấy, đấy em thấy chưa, vừa nó thấy con chim trời xuống ấy, thấy chim trời xuống là nó nghiến ra ngoài thôi, còn từ đầu đến giờ nó cứ đòi đuổi một con vương này. Chọn 2 cầu góc, 1 thẳng là phù hợp với chim chơi như thế nào anh? Ô, nó tùy theo nước của từng con chim em ạ. Nó tùy theo nước, bây giờ em bảo anh như vậy thì nó khó. Khét nhất miền Bắc rồi em. em chỉ là em trai của anh thôi anh Phương ơi. Em chỉ là em trai của anh thôi. Thật ra là con chim con cò cũng là hên xui và may mắn đấy anh mọi người ạ. À, Dũng cũng đã từng mua con chim 100 triệu, 200 triệu về xịt bình thường ấy. Thế nhưng mà nó là bộ phê nhỉ. Vừa anh nói rồi em, bộ của nó với một con vương 10 thì nó cũng
9,5 ấy em ạ. Đấy, tuy nhiên cái hình bộ nó không thể nói con chim hay hay con chim dở cả. Thế nhưng mà nói về thẩm mỹ để mà so kè với một con chim mộc quân vương, con chim mộc quân vương nếu nói về bộ của nó thì không chê được. Chiến binh hổ cháy. Làm gì có hổ cháy hả em? Mình nói với anh em như này này, cái thứ nhất là con chim hổ vương này tại sao mà Dũng lại lại bảo em Vinh là chuyển về cho anh. Đấy thì là cái đầu tiên mà Dũng thấy là nó là cái tên. Cái tên là Mộc Quân Vương là chú chim mà mình yêu quý rồi, thì những chú chim nào tên sau có từ vương ấy là Dũng rất thích. Đấy, Đại Vương hoặc là Lực Vương hoặc là gì ấy, nhưng mà Hổ Vương ở trong tay em Vinh thì hôm vừa rồi được giải ba đấy, thì Dũng cũng khuyên em bảo là để lại để chơi. Thế em mới bảo là cũng nhiều anh em giả em rồi mua gạ em nọ kia. Thế Dũng sợ con chim này vào tay của người khác. Thế Dũng mới bảo là em mang về, gửi về cho anh. Về hình bộ và thái độ giống nhau anh ạ. Lại cùng tên vương nữa, ok. Thật ra con chim ưng quà mình cũng chỉ hy vọng là làm sao nó có sự may mắn, có sự dày dặn kinh nghiệm đấy trong mỗi một cái giải đấu. Còn tùy duyên anh em ạ, tùy duyên. Có những con chim mình mua rất là rẻ, thế nhưng mà về nó hợp duyên, nó lại làm nên cái tên tuổi của mình luôn. Còn có những con chim mình mua rất là đắt, thế nhưng mà về nó cũng chưa làm nên được cái gì cả. Đấy là cái duyên của mỗi người. Ok. Ê, anh Mạnh ơi, con này vừa rồi đánh trận hay nhất, đánh trận vừa rồi hay nhất ở Trịnh Trung Anh. Anh có được biết đâu hổ vàng đâu anh ơi. Hổ vàng hiện tại anh đang dưỡng em ạ, đang dưỡng, bởi vì hổ vàng cái thời gian quen chủ nó phải mất thời gian tầm khoảng từ 1 đến 2 tháng đấy, mà 2 tháng hổ vàng nó mới quen chủ được. Dũng có hỏi về chủ cũ là hổ vàng nó cũng vậy thôi. Nó tùy theo con chim. Có con chim về cái là nó chiếm thung nó chơi ngay. Nhưng có những con chim nhá, về cả mất một mùa luôn anh em ạ. Cả con chim tiền tỷ cũng thế. Có những, đây là theo cái tính, nó theo tính nết của từng con chim, chứ nó không phải là mình mua con chim đắt tiền hay rẻ tiền đâu. Tính nết của từng con chim thôi. Em có con mộc trà sữa Bá Vương à? Bá Vương tên hay em ạ. Bá Vương hay ấy. Thật ra là con chim thì nói thật với tất cả anh em luôn là con chim trà màu. Nó là một trong những con chim mà nó có lối chơi cũng như là cái người đời đặt tên cho nó là một trong những thú chơi của bậc quân vương. Đấy, gọi thú chơi của bậc quân vương trong các cái loài chim. Thế cho nên là con chim trà màu mà đặt tên cuối được có từ vương thì nó vẫn rất là hay. Đấy, thế cho nên đó cũng là cái ý tưởng mà ngày xưa Dũng đặt tên là Mộc Quân Vương. Mộc Quân Vương là ngày đó Dũng nghe chú chim đó, Dũng nghe có một cái bài hát một bậc quân vương mang theo trong tim hình hài đất nước ấy. Đấy, Dũng lấy cái ý tưởng đó đặt tên cho chú chim vào đúng cái thời điểm mà Dũng thích. Quá yêu anh trai. Ok em Hùng ơi, hảo sắc hảo ngọt ơi. Hảo sắc hảo ngọt vừa rồi mới bế chú chim Alu của em Pháp Bero. Chú chim Alu Dũng chứng kiến mấy trận đấu rồi. Con chim nó hay. Con chim đấy hảo sắc hảo ngọt bế về là đúng bài luôn. Đấy, chúc cho Alu mẹ hảo sắc hảo ngọt là luôn luôn là sẽ có nhiều niềm vui trên các mọi giải đấu trường. Hảo sắc hảo ngọt bây giờ hiện tại ngoài miền Bắc đang là một trong những gọi là ông trùm về tuyển chim trà màu rồi. Ông trùm luôn rồi, Dũng gọi là ông trùm ấy. Ông trùm trong nàng chơi chim thôi nhá. Còn anh em thì vẫn cứ là anh em. Anh kể về Mộc Quân Vương. Mộc Quân Vương là chú chim Lạng Sơn em ạ. Lạng Sơn và là con chim này nó có duyên với Dũng cái là bạn Dũng lái xe lên trên đấy, đổ xi măng, giao xi măng thì bạn ấy mua con chim nó có 4 triệu thôi. 4 triệu thì ở trên đấy về bạn ấy chơi được mấy ngày thì vào thời điểm dịch Covid ở chính cái sân này nhà mình nè. Chính cái sân này bạn ấy mang đến bạn rượt, có nghĩa Covid là không ai mang chim đi đâu rượt được, không chơi được. Thế là mình vẫn tổ chức ở đây luôn, tổ chức đây gọi 40-50 lồng cho anh em chơi. Mang đến mình cứ thấy con chim nó tự nhảy một mình thôi, tự chiến một mình thôi. Nó chả cần đối thủ nó cũng chiến. Đây một con vương đây. Thế mình thích quá mà thấy nó đuổi chim ghê gớm. Thế mình mới gạ bạn không bán. Thế bạn đi chơi được 2-3 trận thì bạn ấy lấy nhất mới lấy nhì luôn. Thế là Dũng bế về. Bế về đi thi là xịt 4 lần liền. Bế về một con vương ngày ấy nó nạ tay chăm nạ chủ mới ấy. Nó chưa chiều lòng chủ. Đi thi xịt 4 lần liền mà trận xịt đau đớn nhất là trận ở giải của em thắng Tràng Sơn. Đấy là trận đấy là Dũng nhục mặt nhất.
Đây, chia sẻ với anh em luôn. Hôm đấy em chính SVC điều hành mà mới vòng vòng một thôi mà Dũng bảo em chính là cho anh xin hạ chú chim, xin hạ luôn, bởi vì con chim này nó đã không đánh là lúc ấy nó tự nó cắn vào chân nó ích, nó tự kỷ cắn vào chân nó mà nó nhảy nó đau, xin hạ luôn mà Dũng lúc ấy là chảy nước mắt trên sân luôn. Thế nhưng mà đúng là con chim này nó không phụ lòng người thật, chăm sóc yêu thương nâng niu chiều chuộng rồi cho nó qua những cái giải đấu nhỏ nhỏ, dần dần rồi nó trưởng thành qua các cái giải đấu mở rộng thì đến bây giờ nó cũng không phụ lòng Dũng với mọi người. Rất nhiều anh em bình luận mà Dũng không thể đọc được, không, nó trôi nhanh quá. Rồi chào Đặng Quang Thìn, chào tất cả anh em, có nhục mới có quang anh Dũng ơi. Đúng rồi em ạ, nhưng mà đúng cái ngày mà Dũng mua một con vương này là Dũng nhục mặt, nhục mặt ở tỉnh Hải Dương. Rất nhiều anh em bảo thịt mẹ Dũng cháy chết rồi, cắm đất mua con mộc con vương này là chết rồi, đi thi xịt 3 trận liền đấy. Thế nhưng mà Dũng kiên trì mọi người ạ, Dũng kiên trì bởi vì Dũng thích, thích là phải kiên trì, và cái thời điểm Dũng kiên trì đó thì con chim nó cũng trả ơn cho Dũng, trả ơn. Không phải là Dũng đạt được mấy thành tích gần đây là Dũng lên mạng lên phép mấy anh em đâu, Dũng chả nói cái gì mấy anh em là nó phép đâu, mà đây là Dũng đang live stream về chú chim mà Dũng vừa đón về là chú chim Mộc Vương đấy của em Vinh Vàng, em ấy chuyển xuống cho Dũng đây. Thì Dũng muốn là có một cái live stream đầu năm gọi là nhập gia tùy tục của Hổ Vương, mà mong rằng Hổ Vương mẹ Mộc Quân Vương là ở chung nhà là hai anh em biết đường mà bảo nhau. Đấy, thằng anh thì nhịn thằng em, mà thằng em thì cũng đừng có mà lấn tới. Đấy, dù sao thì Hổ Vương cũng là em, mà Mộc Quân Vương thì nó cũng là anh rồi, nó khôn lắm. Anh em mà biết được mà bảo nhau mà lên dàn thì thôi chúng mày cố gắng mà dìu nhau vào. Còn ở nhà là không được thằng nào cãi nhau thằng nào. Anh cho Mộc Quân Vương ăn cám gì vậy? Cái cám nó không quan trọng đâu em ạ. Anh không bao giờ anh quan tâm đến vấn đề cám đối với tất cả những con chim. Kể cả bất cứ một con chim nào anh em chăm sóc, anh em đều phải hiểu được nó và điều đó trong cái khoảng thời gian nó chơi. Anh em chơi con chim anh em phải biết điều con chim. Và chúng ta chơi chim là chúng ta trước lúc đi thi chim, ví dụ như là chủ nhật hoặc là thứ hai thi, là chúng ta phải biết cái khoảng thời tiết đó là chúng ta điều con chim trước. Chơi chim ở ngoài miền Bắc là một trong những cái lối chơi khó nhất của người nghệ nhân trên cả nước. Đây nói thật với anh em luôn. Đấy, không giấu anh em một cái gì cả. Ở miền Trung hoặc là miền Nam anh em chơi nó thời tiết nó chỉ có một mùa thôi, hoặc là 2 mùa thôi, mùa mưa và mùa rét. À, mùa mưa và mùa nắng. Thế nhưng ngoài miền Bắc nhá, có thể ngày hôm nay đang nắng ngày mai rét. Chúng ta phải biết điều con chim nữa. Không biết điều cả con chim hay đến đâu hay không điều được là cũng vứt. Đấy. Đúng rồi, em đúng có thời hiện. Có nghĩa là mình phải hiểu con chim là nó đánh ở khu vực nào, đánh như nào để cho nó hay nhất. Và phải biết điều con chim nữa, chứ cám nó chỉ là một cái phần gọi là để ổn định cho con chim thôi, chứ không phải là cám để làm cho con chim hay, không bao có luôn. Không bao có cám để mà làm cho con chim hay đâu. Sâu à bạn? Mình không mà mình nuôi sâu, nói thật với anh em luôn. Nuôi sâu lo con dao hai lưỡi. Nuôi sâu lo con dao hai lưỡi. Có thể trận ngày hôm nay nó đánh cho chủ lên đỉnh vinh quang luôn, thế nhưng mà 2 trận sau là xịt 4 5 trận liền. Con sâu nó chỉ là cái sự công kích, nó khác gì kiểu như là anh em mình ấy, chim anh em mình mà nội tiết tố mà từ cơ thể của anh em mình ăn uống điều độ, nghỉ ngơi điều độ, hoặc là các cái chế độ tập thể dục thể thao điều độ, thì cái nội tiết tố về tinh trùng của anh em mình thì nó cứ khỏe theo thời gian thôi, nó triền miên thôi, đúng không? Đấy, ông nào mà dùng mẹ dốc két hoặc dùng kiểu như là loại kích dục ấy là ông ấy là nhanh đứt lắm. Chỉ chơi vài trận cái là về sau trên bảo dưới ông nghe vứt hết đi luôn. Hỏng hết. Đấy, ok. Thế thôi, chúc cho tất cả mọi người buổi trưa vui vẻ nhé. Mọi người đang xem cho Dũng xin một tim một like nhé. Đấy, gọi là một tim một like của mọi người là coi như cái sự ủng hộ cũng như là cái lời chúc của mọi người cho Dũng một cái năm mới may mắn hơn đi, đúng không ạ? Bỏ câu dưới đi anh. Câu dưới là câu nào em? À, bỏ câu dưới à? Không, em ơi, ở nhà nhá, ở nhà anh nuôi chim ấy, em phải hiểu là ở nhà anh nuôi chim không một con chim nào không có câu dưới. Câu dưới là gì? Câu dưới ở nhà để cho con chim nó thoải mái, nó nghỉ ngơi, chứ mình có đấu ở nhà đâu.
Khi nào mà treo con chim lên dàn thì anh mới bỏ cầu dưới. Đấy, một con vương hay bất cứ một con chim nào cũng vậy thôi. Đây này. Đây. Con nào cũng thế. Con nào cũng thế. Ở nhà đều nuôi cầu dưới hết để cho con chim nó thoáng. Đấy, cho con chim nó sinh hoạt. Thế còn lên dàn thì lúc đấy mình mới bỏ em à. Đấy, một con vương thì một con vương nó là con chim nó trưởng thành rồi, mình không nói. Thế nhưng mà hổ vương. Hổ vương thì nó bắt đầu về nhà mới thì Dũng nghĩ là sau cái ngày hôm nay là nó cũng sẽ có nhiều cái mà thay đổi về tâm lý ấy, nó có nhiều thay đổi về tâm lý. Thế nhưng Dũng sẽ cố gắng làm sao mà điều tiết con chim nó hợp lý nhất. Nó thấy Dũng đang gần, nó đang sợ sợ rồi. Đấy, nhưng mà nó mải đấu ra nó cũng không sợ đâu. Đấy. Chiến binh thi yên tử anh đang dưỡng em ạ. Yên tử để đến cuối yên tử sang mùa hè nó mới chơi. Yên tử thường thường sang tháng 3 nó chơi em ạ. Có Dũng nghe ạ. Có một con vương đánh giải của em, giải ô tô của em gì nhỉ, em gì ở Huế đấy, Trương Thành Quyết. Nói chung là chơi những giải ô tô thì nói thật với anh em là Dũng không hy vọng đâu. Không mơ ước ô tô anh em ạ. Bởi vì tất cả những anh em chơi giải ô tô, anh em chúng ta cũng đều biết hết tất cả rồi. Có cái là đi tham gia để ủng hộ giải đấu là cái đầu tiên. Cái thứ hai là con chim của mình được tham gia, được đứng ở trên dàn đấu những cái giải ô tô là niềm vui rồi, còn chỉ mong làm sao nó vào được cờ đấy là hạnh phúc. Đấy, chứ không phải là giải ô tô để mà xác định là lấy ô tô, không có đâu anh em ạ. Hiếm lắm. Cái tỷ lệ đấy gọi là tỷ lệ 1/100 thôi. 1/1000 thôi. Lượn sóng nắt néo quá anh ơi. À, con này lên dàn hôm vừa rồi ở chỗ giải em Lâm, nó đánh một nước như này, nó đánh đúng như này luôn, cứ như này. Nó đánh đến khi ra hai hàng mà. Hổ vương đây em, hổ vương đang ở cái lồng của một con vương đây. Có nghĩa anh cho vào cái lồng một con vương này để cho hổ vương nó đi cái nước này xem như nào, nước bốn cầu góc như nào. Bởi vì là em Vinh em gửi về thì cái lồng này, lồng em Vinh em gửi về là gửi chim thôi. Nhưng mà con chim ở cái lồng này đánh cái cầu, hai cầu trong cái kìa, hai cầu trong kia. Dũng thấy con chim nó về Dũng bạch áo lồng, thấy nó trượt phát tí ngã là Dũng đã biết rồi. Cầu bé quá không tốt, cái cầu ngoài lại to quá. Thế Dũng phải cho sang cái lồng của, đấy, sang lồng của Mộc Quân Vương. Còn Mộc Quân Vương là tướng nó hôm nay là tướng đi thi về Dũng vẫn để ở trong cái lồng này. Mộc Quân Vương cái lồng nào nó cũng chơi, còn hổ vương thì nhẹ bung xè nhỉ. Hổ vương là điểm gỡ rất là cao này, ví dụ nó mắc lỗi hoặc nó kia là cái điểm gỡ cao lắm ấy. Trận nào cũng một nước một con vương, anh phải có niềm tin là một con vương chứ. Đúng rồi, anh có niềm tin mà. Nói chung là cái việc mà mình lên sân thi, mình bao giờ mình cũng phải tế nhị anh em ạ. Bởi vì ai cũng quý con chim của mình, ai cũng quý con chim của mình, vô tình mình có những điều không tế nhị cái nó lại trở thành dở hơi. Đấy. Chào ông Trương Phú An, chào em trai nhá. Đấy, có lẽ là hổ vương là cũng đến tầm là cho đi nghỉ rồi ấy. Bởi vì con chim nó giữ là đây là con hổ vương nó đánh. Con hổ vương này nhá, từ đầu ra đến giờ nói với mọi người là nó đánh, nó đuổi con mộc con vương. Đúng chưa? Đấy, con mộc con vương khôn chưa? Đấy, em thấy chưa? Đấy, có nghĩa là con hổ vương này nhá, nó đuổi con mộc con vương từ đầu đến giờ. Từ đầu nay giờ, nhưng con mộc con vương không chơi với nó chỉ đi đuổi con đằng sau kìa. Thế nhưng mà khi nào nhá, con hổ vương này ấy, thấy con mộc con vương thấy con hổ vương này ấy trùng lại rồi, có nghĩa trùng lại rồi, thế xong rồi yếu đi rồi là con mộc con vương nó quay lại ra dụ. Đấy, nó quay ra dụ xong nó nhả, anh em thấy chưa? Cái khôn của con mộc con vương nó nằm ở cái chỗ này này. Đấy, anh em thấy chưa? Nó quay lại ra dụ con hổ vương để cho mộc con vương chơi với nó, chơi nó xong nó nhả, nó không chơi nữa. Đấy, cậy mẹ mày bố mày đi chỗ khác. Đấy, và tự con mộc con vương này đến một lúc nó sẽ lừa con hổ vương là chết. Đấy, nó lừa cho bằng chết thì thôi, có nghĩa bây giờ nó cứ để cho đuổi. Đấy, ngoài đó rét, ngoài mình rét đó bạn ơi, ngoài mình rét. Bây giờ tầm 12 giờ trưa nó hơi hưởng một tí ấy.
Đại Tam con nào? Đại Tam vào trong mình đưa cho anh trai mình chơi rồi bạn. Cho ăn nhiều cà rốt có ảnh hưởng gì không? Bây giờ như này bạn ơi, bạn không tin mình, bạn lên mạng xã hội, à bạn lên Google, bạn search như này nhá. Loại rau củ quả nào tốt nhất dành cho con người? Thì nó sẽ hiện lên là tốt nhất là cà rốt. Đấy. Mà cái gì cho con người tốt thì cho con chim nó cũng rất là tốt. Mà cái cà rốt này nó là sạch sẽ, không sợ thuốc thiết gì cả anh em ạ. Mình cứ 2-3 ngày cho ăn cà rốt một lần. Đấy. Anh em cứ để ý con hổ vàng trùng trùng, à con hổ vương rồi trùng trùng lại, tí là con mộc con vương nó sang nó dụ. Nó dụ cho để quay lại đấu với nó, để cho cứng con chim lên. Đấy, xong nó lại nhả. Đấy. Ok, điện lạnh Nguyễn Trung ơi, một con vương chơi một nét hay hơn, anh nghĩ đánh khéo hơn. Đúng rồi, con chim này nó khôn mà. Nhiều anh em đánh giá là con chim khôn. Nó vừa khôn mà nó đánh nó cũng biết giữ nực. Em thấy quả hầu. Dạ anh Minh Bùi. Vâng, mà có khôn anh nắm chim thế. Đâu anh có đâu đây, bây giờ ở nhà có mấy con này. Mấy con nhưng mà rét này, rét mấy con yếu yếu kìa, đang bỏ đấu rồi. Con hổ vương này về nó đang chiếm thung rồi. Đang chiếm thung rồi, từ nãy giờ nó đánh đấy, thấy chưa? Đánh một con vương này, con này anh đánh giá là cái tự xử của nó chưa cao. Đấy, hổ vương này tự xử chưa cao. Phải trải qua thời gian tôi luyện trên giàn đấu nữa. Đấy, tự xử làm sao mà không con mộc con vương nó không đấu với nó này thì nó phải tự xử được, nó đuổi chim đuổi ba mặt. Đấy, nhưng con mộc con vương này nó cứ tự xử ấy. Đấy. Đấy, nhưng mà con mộc con vương này nó lừa, nó rất nhiều nước lừa luôn vừa ấy. Đấy, để cũng đảo chim xem nào. Đấy, đảo chim cái thì con hổ vương này nó lại chơi này. Đấy. Tú chim đẹp quá. Dạ anh Minh Bùi ơi, mình có con mào dê chưa tốt mà ai cũng chê cái mào, thi đấu vào vòng sâu có bị bắt mào dê không bạn? Ok, câu hỏi này của bạn rất là hay nhá. Câu hỏi này của bạn rất là hay. Thực ra con chim, nói với anh em là con chim trèo mào ấy, thì cái mào dê thực ra nó là rất là con chim dữ. Thế nhưng về cái vấn đề bắt lỗi thì nó tùy theo tiêu chí của từng vùng miền. Đấy, tiêu chí của từng vùng miền. Bởi vì sao? Ở ngoài miền Bắc anh em người ta phân tích rất rõ ràng. Cái mào nó gọi là cái hình bộ của con chim. Và cái hình bộ của con chim thì con thì mào dê, con mào lân, con mào tê, con mào cui, đúng không anh em? Nó cũng giống con người ấy, người tóc ngắn, người tóc dài, người tóc xoăn, người tóc không xoăn. Thế thì tiêu chí mà bắt lỗi con chim mào dê là cái tiêu chí đấy là tiêu chí sai anh em nhé. Tiêu chí bắt lỗi con chim mào dê là tiêu chí sai. Bởi vì như này này, trọng tài ấy, nói thật mấy anh em cũng đi cả nước Việt Nam cũng hiểu hết. Trọng tài bắt lỗi tiêu chí con chim mào dê là cái vấn đề là có những trọng tài mà người ta nhìn nhận sâu sắc chuẩn về con chim. Khi con chim nó chạy, nó đấu, nó tướt mào ấy, thì đó là con chim dữ. Thế nhưng những ông trọng tài yếu kém thì không biết phân tích kiểu gì cái con chim nó xuôi mào, nó chạy, con chim nó bị con chim khác đánh sợ quá, chạy bỏ đấu và cứ chạy nhồng trong nhồng xuôi mào mà. Thế cho nên là người ta hạ, nếu mà trọng tài chuẩn là người ta phân tích thế là chuẩn, là hạ con chim là đúng. Thế nhưng nhiều ông ấy không biết, ông cứ thấy cụp mào là ông ấy hạ, nhưng thực ra ông ấy chả biết một cái gì luôn. Nói thật với anh em, nhiều chim mào dê đánh nó dữ, rất là dữ luôn. Trừ khi mà vào đến 6 con, đây là nói với anh em nhé, trừ khi vào đến 6 con mà tất cả con chim nó dựng bộ. Bởi vì con chim trèo mào theo tiêu chí nó là dựng bộ, đánh đấu đủ đẹp nước đấu thì nó là cái đẹp nhất rồi. Thế thì chỉ có mỗi một con chim
mà nó đánh mà cái màu của nó không dựng được, thì lúc đó cho kè thì người ta mới phân tích rõ ràng ra để người ta hạ con chim thôi. Chứ kể cả những cái vòng loại, vòng sơ loại hay các cái vòng top mà ông ấy thấy con chim trào màu dê gọi là nó đấu xuôi màu ấy, mà ông ấy hạ người ta hạ con chim ấy, thực ra ông ấy là ông bảo thủ, không biết nhìn nhận về con chim thi đấu. Nói thật mấy anh em mình thế, 10 con chim màu dê là 10 con chim màu hay, đánh hay, mà nó chạy cầu thì con nào mà chả tước màu đấy, trừ khi những con mà gọi màu lân nó không tước được thôi, hoặc là những con nó đánh chậm, nó có nhiều nước nghỉ ấy. Đấy, ví dụ như là anh nó đánh bình thường như này thì làm sao tước màu, chứ nó chạy cầu dí cầu thì chả con nào không tước màu cả. Thế nhưng mấy bố tước màu, bố cứ nghĩ là con chim kiểu như là xuôi màu là nó bỏ đấu, nhiều ông không nhìn nhận chuẩn về đấy đâu anh em ạ. Đây mình nhìn nhận đánh giá theo cá nhân thôi đấy. Ok bạn Thắng Cam Di ơi, nhiều ông ấy thấy con chim xuôi màu, ông ấy đéo biết là xuôi màu đấu hay xuôi màu chạy, ông cứ hạ bừa đi ấy. Mình chứng kiến nhiều rồi, mà mình cũng có những con chim như thế rồi. Thế nhiều lúc mình cũng nói thẳng với anh em luôn trên này này, nếu như nhá các ông trọng tài mà đánh giá về con chim xuôi màu đấu, đúng không, ở các cái vòng chạy tốt hoặc các cái vòng loại, thì các ông sao ông đọc mẹ tiêu chí ngay từ ban đầu là con chim xuôi màu đấu là không cho thi đi, đúng không? Bởi vì con chim trào màu nó là ai người ta cho phép là xuôi màu đấu không được thi đâu, đúng không? Thế các ông bắt lỗi nó về cái lỗi xuôi màu thì các ông thông báo luôn để cho các người chủ chim đó, người ta đỡ phải đóng cái vé đầu lồng 5 triệu, 7 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Thế xong đến vào so kè các ông mới bắt lỗi là con chim xuôi màu đấu. Để xuôi màu đấu chứ nó có phải bỏ đấu đâu. Mà nó còn nó, mà đôi khi những con đấy là con chim hay nhất. Đấy, cho là những người anh em có con chim xuôi màu hoặc là con chim màu dê, nắm lúc đi chơi rất là ức chế, rất là bực về cái điều này. Nó xuôi màu nó đấu thì chả con nào đấu mà không đấu tốt mà nó không bị tước màu cả, đôi khi gặp những con cơn gió nó lệch thôi. Thế xong rồi lợi dụng vào cái điều đó bắt lỗi con chim để hạ đè con chim, đấy là một trong những cái điều không tốt đấy. Còn nếu các ông bảo thông báo hẳn lên là những con chim xuôi màu chúng tôi không nhận để cho thi, thì các ông thông báo luôn lên cho anh em người ta biết, đúng không anh em? Đấy, chứ đi đánh giá về thế không tốt. Cắt màu đi là xong. Cà rốt mọi người ạ, mình hay cho chim ăn cà rốt lắm. Ok thế thôi, Dũng cũng gọi cho con cho con hổ vương của em Vinh gửi về cho Dũng để xem về cái lối nước nét nếp như nào đấy, mà phát trực tiếp cho anh em luôn, coi như cũng gọi là cái sự chia sẻ đấy. Chả bao giờ Dũng phát live chim đấu ở nhà này đâu, nhưng hôm nay Dũng thấy là vui hay, cho nên là Dũng cũng tranh thủ phát live tí và cũng được rất nhiều người ủng hộ đấy. Idol Dũng mà giờ mà sản xuất cám bán ác luôn, nói chung là vạn sự tùy duyên đấy anh em ạ. Đấy, mỗi người một duyên thôi, mỗi người ông trời ông cho mình hưởng một cái duyên thôi, một cái lộc thôi, chứ không phải là mình thích cái gì mình làm là được đâu. Mình đôi khi có nhờ được cái sự tương tác, nhờ cái sự ủng hộ của anh em thì anh em quý mến mình, cái đấy là vui rồi ấy mọi người. Đấy, chứ đôi khi chuyển sang bán hàng cái là nó mất lộc. Thế cho nên là vạn sự tùy duyên, trời cho ai cái gì thì mình hưởng cái đấy thôi mọi người ạ. Đúng rồi, nhiều con chim là theo cái tiêu chí của từng vùng miền. Thế nhưng mà đây là Dũng đang nói là chung chung. Đấy, Dũng có đưa cho ông anh trai mình con chim màu dê đánh cứ bình thường ra thì không sao, nhưng ngắm lúc trọng tài hạ oan nó là lỗi xuôi màu. Nếu mà hạ oan nó về cái lỗi xuôi màu thì các ông đọc bố nó lên từ vòng 1 đi, những con chim xuôi màu không là các ông hạ luôn từ vòng 1 đi, tại sao cứ phải vào sát top ông mới hạ nó, đúng không? Đấy, sát top các ông hạ lỗi xuôi màu, thế sao các ông không hạ luôn vòng 1 đi, để cho người ta đỡ mệt, mà để cho người ta lần sau người ta đỡ phải đăng ký vé. Dũng nói câu đấy là hơi chuẩn đấy anh em ạ, 700-600 anh em ạ. Nếu như xuôi màu các ông thông báo là vòng 1 tất cả những con chim xuôi màu hạ trực tiếp, đúng không?
Tại sao cứ phải vào tốp đâu mới hạ? Cái đấy là cái liên thiên. Trừ khi nó xuôi màu, nó bỏ đấu, nó chạy nhồng trong nồng, nó sợ chim, nó xuôi màu, nó cụp màu xuống, nó mất hình bộ, các ông hạ chuẩn luôn. Con chim đấu như con điên xuôi màu, các ông hạ nó về cái nỗi à, con chim xuôi màu đấy, các ông buôn láo. Nếu như cái nỗi đấy các ông hạ ở sát tốp thì các ông phải hạ ngay vòng 1 là con chim xuôi màu. Đấy, chứ đừng có đưa nó vào so kè, đưa vào so kè trừ những trường hợp đặc biệt. Chứ các ông cứ thấy con chim vào sát tốp các ông mới hạ nỗi xuôi màu, mẹ nó đấu như con điên, con trâu, con ngộ ấy, bảo nó xuôi màu, các ông hạ nó là bố láo. Các ông chỉ, bởi vì con chim trà màu nó không một con chim nào là con chim có tội cả. Cái hình bộ của nó không ai đánh giá nó là có tội cả. Đấy, cái hình bộ màu, con chim màu dê, con chim màu ấy, kể cả con người cũng thế thôi. Pháp luật Việt Nam kể cả con người cũng thế nhá. Không ai bảo là người xấu là người có tội cả, mà chỉ có người mắc tội mới là có tội thôi. Đấy, và cái tiêu chí của chim trà màu với lại cái tiêu chí gọi là về quyền con người cũng thấy nó khá là giống nhau ấy. Đấy, nhất dáng như thanh, tam hình tứ sắc, cái điều hiển nhiên. Rồi, ok, xin chào tất cả mọi người nha. Cũng mất thời gian của mọi người đang buổi trưa thì Dũng cũng xin phép mọi người Dũng đi ăn cơm nhá. Đấy, cái đầu tóc của Dũng hôm nay nó hơi rù rù, Dũng không quay mặt lại cho anh em được. Thời tiết nó lạnh rù hết. Quay mặt lại anh em chụp màn hình thì buồn cười lắm. Bạn nó ngược. Dạ, em chào anh Nam Nam Vũ ạ. Ok, chào chú Nguyễn. Rồi, chào tất cả anh em và mọi người. Đấy, thôi nha, Dũng cho chim đi nghỉ đây. Đấy, tranh thủ như gọi là đoán con hổ vương này về thì để cho Mộc Quân Vương nó dạy bảo tí. Khổ thân cái thằng Mộc Quân Vương này. Đi thi về nhà hôm nay. Suốt ngày ở nhà phải dạy bảo các em nữa. Đấy. Cho hổ vương là nhập ra là phải nhập phòng là phải gọi là ấy, nó không có ngán gì ai đâu. Nhập phòng là cho nó gọi là học luật. Em ơi, tắm cho chim nó tùy từng ngày em ạ. Anh thì anh thường thường tuần anh tắm 1-2 lần, tắm nhiều chẳng giải quyết việc gì đâu. Thời tiết hôm nào khỏe nắng thì tắm, hôm nào lạnh thì thôi em ạ. Kiêng để cho đỡ bị ho, đỡ bị trúng gió. Ôi giời ơi, làm mua làm ra ô tô ở cô ơi. Thôi kệ, trời cho mình đến đâu mình hưởng đến đấy em ạ. Tắm Dạ Hương à? Đây anh em nhé. Không phải Dạ Hương, Dạ Hiếc gì cả. Đâu rồi? Nói anh tắm à? Ôi giời, ô chai nước, mấy chai nước vợ mình lại mang đi bán hết rồi. Đâu nhỉ? Anh em ra cửa hàng mua nước sinh lý ấy. Nước muối sinh lý ấy. Toàn tắm nó dần thôi. Nhà mình toàn tắm nước muối đấy. Đâu thả lấy bố chai, con lấy bố chai nước muối sinh lý, cái vỏ chai ấy. Đây chắc mẹ mang hết ở đây à? Đây chắc mẹ mang hết rồi, hay hôm qua bán sắp vụn rồi. À, để ra cửa hàng mua nước muối sinh lý có 0.9% độ muối à. 5.000 một chai. Toàn 8 lần nha anh em ạ. Toàn 8 lần. Đơn giản. Hiệu quả. Đấy. Con mình nhanh hơn hổ vương không? Thật ra nói với anh em là lên trên giàn nó mới quyết định được tất cả. Mấy hai nó lên trên giàn nó nhiều chim, nó nhiều chim, nó có độ hung hăng của những con chim khác. Thế nên nhiều con chim ở nhà rượt như này không ok đâu, nhưng mà lên giàn nó ok lắm. Có cái ở đây là mình mang con hổ vương về là lên nay để cảm ơn em Vinh Phú Thọ, em Vinh Vàng ấy. Đấy, sáng em đăng trên trang cá nhân rồi. Mấy hai nữa là con chim, nó là con chim đầu tiên mà em ấy đá xe, Dũng cảm thấy vui.
Đây Dũng chia sẻ thôi. Thôi giờ Dũng cho xin nghỉ nhé mấy anh em nhé. Xin chào anh em và mọi người nhé. Miền Bắc anh thường tắm mấy hôm, nó tùy theo thời tiết của từng ngày em ơi. Ở đâu cũng thế thôi, tùy theo thời tiết. Thời tiết yếu tắm làm gì. Còn thời tiết nó quá nóng, nhiệt độ quá cao thì ngày mình tắm lần. Còn không thì cứ 2-3 ngày tắm lần. Hay một con vườn anh từ đầu đến giờ cứ cái kiểu này. Hổ vương ok lắm nhưng mà về Dũng chăm nó sẽ tốt hơn. Nó đang xuống thời tiết, nó đang bắt đầu chim, nó đang đè chim này. Rồi cảm ơn tất cả mọi người nhá.